Lời khuyên dành cho các ba mẹ có con 8 tuổi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của Hà ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Hà sẽ đưa ra những lời khuyên dành cho những ba mẹ nào đang có con trong độ tuổi là 8 tuổi để giúp cho các con học tốt tiếng Anh trong tương lai và các con có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và thành thạo. Trải qua rất là nhiều năm Hà được tiếp xúc với học sinh 8 tuổi thì Hà nhận thấy hầu hết các bạn học sinh 8 tuổi đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là phát âm sai, e dè, tự ti khi mà nói và không có khả năng phản xạ tiếng Anh. Có nghĩa là các bạn ấy rất là sợ nói, sợ giao tiếp. Thế thì giờ đây Hà sẽ đưa ra một số lời khuyên dành cho những bạn học sinh 8 tuổi. Lời khuyên thứ nhất đó chính là tắm tiếng Anh cho con mỗi ngày. Hà biết là rất nhiều các bạn vẫn cho con của mình học ngữ pháp và từ vựng rất là nhiều mà bỏ qua kỹ năng nghe nói. Nếu mà bây giờ các bạn xác định là con của mình học tiếng Anh để sau này có thể sử dụng được tiếng Anh này, có thể dạy cho con cái của chúng, thì chúng ta nên thay đổi tư duy về việc học tiếng Anh cho con trước đã. Là chúng ta không nên là chỉ cho con học ngữ pháp và từ vựng để vượt qua các kỳ thi, mà các bạn cần phải cho con nghe tắm tiếng Anh hàng ngày. Việc tắm tiếng Anh cho con hàng ngày sẽ giúp cho các con nắm được quy luật âm vần, ngữ điệu của người bản ngữ. Vậy thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi trước đã, những bậc phụ huynh cần phải thay đổi trước đã, là chúng ta hãy cho con nghe tiếng Anh hàng ngày qua những gì mà con thích và dễ dàng trước, để cho các con không bị nản khi mà nghe tiếng Anh. Vì Hà biết là rất nhiều bạn khi mà đang học ngữ pháp nhiều, từ vựng nhiều, các bạn chuyển sang nghe nói thì các bạn rất là sợ. Các bạn sợ nghe tiếng Anh, sợ phải nói tiếng Anh. Vậy thì các ba mẹ, các bạn hãy chọn cho con của mình những tài liệu nghe mà các con cảm thấy thích thú nhất. Ví dụ như là trên YouTube có rất nhiều phim hoạt hình bằng tiếng Anh, có rất nhiều các chương trình, các bài hát bằng tiếng Anh. Thì các bạn chính là người mà sẽ thúc đẩy cho con của mình để giúp con hình thành cái thói quen nghe tiếng Anh hàng ngày. Và khi mà cái việc nghe tiếng Anh hàng ngày này nó sẽ giúp cho các con thấm được quy luật âm vần, ngữ điệu, cách nói và ngôn ngữ của người bản xứ. Chứ không phải là chúng ta đi học những cái kiến thức ngữ pháp, chúng ta đi phân tích về các thùy hiện tại, tương lai hoàn thành thì sẽ làm cho các bạn ấy càng cảm thấy tiếng Anh khó và càng cảm thấy rối trí hơn khi mà học. Lời khuyên thứ hai đó chính là cho con học quy luật phát âm phonics. Hà nhận thấy trong cái độ tuổi này hầu hết các bạn, hầu hết không phải là toàn bộ nhưng mà hầu hết các bạn bị phát âm sai. Và nguyên nhân cũng rất là dễ hiểu, vì ở trong tiếng Việt của chúng ta có một bảng chữ cái, còn ở trong tiếng Anh này ngoài bảng chữ cái còn có thêm một bộ phiên âm nữa mà từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ được học. Đó chính là cái nguyên nhân làm cho chúng ta không phát âm chuẩn tiếng Anh. Hà sẽ lấy ví dụ như một từ, đó chính là từ pen, có nghĩa là cái bút. Người nước ngoài bản xứ sẽ đọc là pen, còn người Việt sẽ đọc là pen pen, đúng không nào? Mặc dù chữ viết của hai từ này giống hệt nhau. Thế thì nếu mà chúng ta vẫn giữ cái cách đánh vần tiếng Anh mà giống như tiếng Việt như thế thì sẽ làm cho chúng ta phát âm sai hoàn toàn. Và khi mà lớn lên thì các con càng sợ nói tiếng Anh, càng sợ tiếp xúc với người nước ngoài và sẽ đi vào lối mòn của chúng ta. Vậy thì bây giờ việc trước tiên là cho các con học phát âm tiếng Anh trước đã để các con nắm lại âm. Đầu tiên sẽ là học từng từ một. Ví dụ như Hà phân tích từ vừa nãy là từ pen. Phiên âm của từ này sẽ là p, pen. Các bạn ấy sẽ được học từng từ một âm p, phát âm như thế nào, âm e, phát âm như nào, âm phát âm như thế nào. Và sau đó sẽ ghép âm thành một từ và các bạn ấy đọc các từ chuẩn xác. Thì sau đó chúng ta mới cho các bạn ấy học những từ, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Và cái việc chúng ta học phát âm này sẽ giúp cho cái việc nghe rất là dễ dàng. Hay nói cách khác là nó sẽ bổ trợ cho cái việc nghe và giúp các bạn ấy thấm âm tốt hơn. Và sau này cái việc nghe nói của các bạn ấy sẽ rất là dễ dàng, không còn phải phụ thuộc vào bất cứ một giáo viên nào khác là chỉ cho các bạn ấy cách đọc cái từ này như thế nào, mà các bạn ấy sẽ tự hình thành hệ thống âm ở trong đầu và biết được cách đọc chuẩn của từ đó như thế nào qua cái việc nghe nhiều và qua cái việc học phát âm, biết quy luật âm vần của cái từ đó. Lời khuyên thứ ba mà mình muốn chia sẻ ở đây là cho nghe đi nghe lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Không chỉ riêng tiếng Anh mà trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn thành công, muốn làm chủ một cái gì đó thì chúng ta cần phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đúng không nào? Vậy thì trong việc học tiếng Anh cũng thế, chúng ta cần phải cho con nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đây là việc nghe lặp đi lặp lại nhé, không phải là việc học ngữ pháp, cố học ngữ pháp nhồi nhét từ vựng thì nó sẽ không mang lại lợi ích gì cả rồi. Nếu như mà các bạn quan tâm vấn đề này thì các bạn có thể quay trở lại video trước, mình đã chia sẻ rất kỹ về vấn đề này. Lặp đi lặp lại nhiều lần hàng ngày và qua nhiều năm thì sẽ giúp cho các bạn ấy tăng cái khả năng nghe của mình. Và khi mà các bạn ấy có thể nghe được tiếng Anh dễ dàng như tiếng Việt thì các bạn cái việc nói, cái việc học ngữ pháp từ vựng nó sẽ diễn ra rất là dễ dàng. Và các bạn ấy có thể có khả năng tự học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Và các bạn ấy có thể học nhiều môn học khác bằng tiếng Anh, ví dụ như là toán tiếng Anh hoặc là vật lý tiếng Anh. Đó chính là cái điều mà Hà muốn hướng đến cho tất cả các bạn đang có con trong độ tuổi học tiếng Anh.
các bạn không muốn con của mình lặp lại cái lối mòn trước đây của chúng ta, thì các bạn hãy cho con của mình tắm tiếng Anh mỗi ngày và học quy luật phát âm tiếng Anh sẽ giúp các bạn để phát âm chuẩn. Và lời khuyên thứ ba đó chính là nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái lặp đi lặp lại nhiều lần này thì cần phải có sự đồng hành của cả bố mẹ và các con. Đặc biệt là cái giai đoạn đầu không hề dễ dàng gì đối với tất cả các con và tất cả bố mẹ, vì chúng ta trước giờ học ngữ pháp rất là nhiều, chúng ta chưa nghe nói nên là chúng ta sẽ cảm thấy chán nản, chúng ta sẽ cảm thấy là tiếng Anh không đi vào đầu. Nhưng mà bằng cái quy luật tự nhiên thì chúng ta cứ tìm cả phương pháp trước đã, cũng giống như Hà trước đây. Hà nghe rất nhiều tháng Hà không hiểu gì hết, rồi đến lúc thì lượng đủ nhiều thì chất sẽ tạo thành, chúng ta một ngày sẽ đến một ngày chúng ta sẽ hiểu được tiếng Anh một cách rất là dễ dàng. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp cho được các bạn có con trong độ tuổi 8 tuổi để các bạn hướng dẫn đồng hành cùng với con trong việc học tiếng Anh được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.